We'll be right back.
gian mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Chưa vang thú dài, ngày dịu dàng mình chỉ.
chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Qua thì không có đông đủ như hôm nay, nhưng mà mọi cái công việc có lý do gì đó thì Phương đã trao đổi rồi. Bây giờ chúng tôi quan sát và chúng tôi nhận thấy là cái thời gian nó chưa đạt được cái yêu cầu của mình mong muốn, là nó bây giờ nó đã trễ càng bao nhiêu rồi. Do đó mà vắn tắt ở đây á, thì nếu như ai chưa nghe hôm qua thì có thể là chúng ta trao đổi lại. Thế bây giờ mọi cái công việc á, thì hai bên gia đình cũng đã thảo luận và thống nhất với nhau trước rồi. Thì một năm nó có tháng, và một tháng nó có một ngày, một ngày nó cũng có được có một giờ. Do đó mà cái giờ thì nó rất là quan trọng đối với hôn nhân của gia đình. Do đó mà tôi xin phép và quý vị là tôi xin mời gia đình cho gia đình người ta sẽ trình cái lễ chính thức hôm nay trước thăm bằng thờ tổ tiên và trước mọi mặt ở đây. Ông đại diện quý tộc sư cái và tộc bên trai, tôi là bác của cháu Thắng, chú Dũng em đây là em trai. Thế thì cũng như là chúng ta cũng biết là hôm nay là nên tôi con cũng là cái lễ tới, đây là lễ hỏi và lễ xin rước dâu, đúng không? Thì đã biết rồi. Thì có 32 tập thì hôm bây giờ thời gian đã có hạn rồi, đúng không? Thì mình làm sao nó ngắn gọn nó. Mục tiêu là các cháu trong năm hạnh phúc là quan trọng. Tôi xin trình bày và giao mặt phải đó. Là đây là cái viên này cái tay rồi, cái mâm thứ hai là mâm trầu cau, mâm thứ ba là mâm rượu thuốc trà. Đó. Cái này là
anh nhỉ. Đại diện cho bên Trang xin mời ông đại diện đến cháu gái nhận để trình đầu tiên. Thì tôi thay mặt cho quý anh trong hội đồng gia tộc bên cháu gái thì dành lại tôi xin nhận tất cả các lễ phẩm mà gia đình người ta mang đến. Đây là một cái này gọi là cái cánh nghệ trang cho cháu trước khi về nhà chồng. Và xin phép các cụ thân tộc bên gái, tức là nhà tôi có một người bác gọi là cái đẽ đen, tôi mang tới đây là 50 triệu là bảo đảm các cụ thế. Mà bác người ta dùng cái từ đó nên mình cứ nói theo bác đi. Tôi thay mặt hết cho bà con người gọi của gia đình nhà gái thì để nhận tất cả các cái lễ vật mà gia đình nhà đây mang đến. Theo cái phong tục tập quán của mỗi vùng mỗi miền thì quý vị làm sao thì mình thống nhất như thế, thống nhất rồi. Thì sau khi mà mời, sau khi mình nhận các cái lễ phẩm mà gia đình nhà trai mang đến thì xin phép quý vị cho chúng tôi đầu lễ phẩm quý vị mang đến để chúng tôi xin đấu với ông bà tổ tiên. Ngày giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tươi. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một tư ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tìm anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mãi sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau.
dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Trong cái lễ phẩm mà quý vị nhà trai bên đấy thì ngoài cái nữ trang thì có chị nói tiền đây. Dạ đúng rồi. Thì sau khi thăm hỏi ý kiến thì hai em cũng thống nhất là sẽ trao lại cho hai đứa cho đi ăn tiền của anh đây. Cây có nước thì con ngu, con cháu thì có đầu tiên. Hôm nay cái lễ phẩm mà quý vị mang đến thì mình có tàu đường. Thì chúng tôi đã bày biện lên để cấu tổ tiên phần còn lại á. Thì con cháu thì đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thì tôi nghĩ là không biết lấy gì đền đáp và cũng không bao giờ có thể đền đáp được. Nhưng mà nhân trong cái ngày lễ trạng này, cái đầu sau khi hỏi cháu một tiên bà hai cháu sẽ dân bay hai bên cho mẹ để đầy đắp công tinh thần dưỡng dục rồi và hai con cứ đi bắt đầu ra mắt đúng à thấy đâu là hai cái này cha. Xin thưa với quý vị là mọi cái thủ tục với tiên linh với đoán sinh thần thì đã xong. Thì tôi xin thay mặt cho quý anh tôi trong hội đồng gia tộc cũng như chồng quý em đây, cháu thắng của quý vị á, kể từ hôm nay là con rể trong gia đình em tôi và cháu rể trong gia tộc hạnh phúc Quảng Nam chúng tôi. Xin thưa với quý vị là sau khi mà nhận lễ rồi và cháu gái mình đi lấy chồng thì ba mẹ rồi bà con mình có quà tặng cho các cháu. Thì trước tiên là ba mẹ có quà gì không, có đi dành được không? Cô sao đi bên anh thật vui sao, những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ, mong mơ của em chẳng lo lắng được ngồi bên anh vào mộng tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên, rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ, mộng mơ của em chẳng to lắm được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh
những đứa con trai dễ thương giống con, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh nó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng có lắm được ngồi bên anh. Xin chào với toàn thể quý vị. Thì như tôi nói khi nãy rồi, bây giờ thì hai cháu nó sẽ có cái lời thông tỏ và nó nhận cái trách nhiệm vợ chồng của nó đối với bà con người ngoại, nhưng mà thôi để đi chồng đi khóc. Chứ nữa thì nhà trai chứ không đi khóc gì. Xin thưa với toàn thể quý vị, thì cái niềm vui hôm nay của hai gia đình chúng ta là quá lớn, nhưng mà nó lại diễn ra trong một cái không gian và cái thời gian nó quá là chặt hẹp. Thì chắc chắn là chúng tôi đã cố gắng rồi nhưng mà không có thể tránh khỏi thiếu sau cái này cả. Thì đây cái tình nghĩa chung gia tham gia, thì nếu có gì mà nó chưa hài lòng quý vị thì mong rằng quý vị sẽ thông cảm bỏ qua cho. Và như vậy thì cái phần lễ chính đại gia đình nhà gái kết thúc ở đây. Mời quý vị tiếp tục cái chương trình không ạ? Tôi đã kính thưa các cụ, không các bà thân tộc bên gái, thân tộc bên trai, giờ nó cũng rút rồi. Tôi nghe rất là dành cho Thảo, con trâu của gia đình Vương, tức là của chú Dũng mà đây. Nhưng mà không quên là cái trách nhiệm này của hai gia đình vẫn phải theo dõi các cháu dài dài để đi trước, đúng không? Đấy, thì đây là đi đọc bên ngoài của em, và cũng xin nhắc các nhân là chúng tôi xin phép hai cháu chút rượu. Các cô thôi mình đại diện thôi mà chứ không, thời gian nó dài lắm. Tôi cũng xin phép là chúng tôi rước cháu về bên quán. Gì đó em? Em nói tới đây em nói mà nghe đi nè. À đây, anh đây, nói gì thì nói đi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ô ngô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy bùa, đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa?
Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chả nhà ai có ông dề quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ cô thấy có con lợn quay, rồi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Anh ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Chuyện chúng mình cùng tính. Cô có tiền, em đâu rồi? Còn toàn bộ anh em kinh nghiệm ở bên
Thank you.
cũng hòa mình. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh.
hạnh phúc, hạnh phúc ta cùng nâng ly. Câu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long.
trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai. Một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. La 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 la
mà cứ nãy giờ em cứ đi vòng vòng thế nào ấy. Anh rượt theo em mà mở cả hơi tài. Gấm cổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy? Thôi bảo em mình nãy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi. Những trai là anh công tử hào hoa, những gái quê em quê kết một nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh những làng trong, còn em những làng ngoài. Anh chắc cảnh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi lứa được gặp nhau. Thưa tập thể quý vị, tình yêu từ ngày xưa, ngày nay và mãi mãi về sau, luôn là đề tài của thơ ca nhạc họa. Tình yêu được xem là điều kỳ diệu của cuộc sống mà được Thượng Đế ban tặng cho loài người của chúng ta. Và thưa quý vị, vì lẽ đó mọi người chúng ta sinh ra lớn lên rồi đến tuổi trưởng thành, ai cũng mong muốn cho mình có được một tình yêu. Và thưa tập thể quý vị, trên con đường tìm kiếm tình yêu của mình, chú rể Quang Thắng đã gặp cô dâu Phương Thảo và trải qua một thời gian rất dài tìm hiểu và yêu thương, được sự đồng ý của ông bà cha mẹ hai bên. Ngày hôm nay, một ngày thật đẹp, ngày 22 tháng 11 năm 2020, ngày được chú rể Quang Thắng cùng cô dâu Phương Thảo chọn ngày thăng hoa cho tình yêu hạnh phúc của đời mình. Và thưa quý vị, chương trình lễ tân hôn của chú rể Quang Thắng và cô dâu Phương Thảo xin được phép bắt đầu. Anh yêu em, xin anh yêu em như không. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng.
dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hướng về cầm hoa và chúng ta cùng tay tự đếm để chào đón chú rể Quang Thắng và cô dâu Phương Thảo. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, tay trong tay chú rể cô dâu đang tiến lên lễ đài hạnh phúc, và chắc hẳn giờ phút ở đây các tân lang tân nương của chúng ta đang tràn đầy hạnh phúc hơn nữa là ngày vui của mình cô dâu chú rể, được sự kính giám của ông bà cha mẹ hai bên và tất cả quý vị khách quý. Và liên tục chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời ba mẹ của chị nhà gái cùng tiến lên sân khấu. Kính thưa tập thể quý vị, đúng là hôm nay xuân họp chúc may mà tỉnh trong một cát dễ dày trăm năm. Và lời đầu tiên xin phép toàn thể quý vị có mặt nơi đây, cho phép hai gia đình chúng tôi trân trọng gửi tới toàn thể quý vị có mặt nơi đây lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Và thưa quý vị, để đáp lại tình cảm yêu thương mà quý vị dành cho hai con, hai cháu, hai gia đình chúng tôi, ngay bây giờ xin mời quý vị đến với lời phát biểu cảm ơn, và chúng tôi trân trọng kính mời vị đại diện quan viên của nhà trai ông Vương Quang Dung. Kính thưa quý ông, quý bà, quý anh chị cùng toàn thể các bạn, các cháu, hôm nay là ngày lành tháng tốt, giờ hoàng đạo đã đến, gia đình tôi tổ chức làm lễ cho hai cháu. Kính thưa quý khách, quá trình buổi điều của hai cháu là được sự đồng thuận của cơ quan cháu công tác. Hôm nay tôi đã đến với gia đình kính chúc quý ông quý bà quý anh chị đã không ngại đường xa xa rồi, từ Hải Dương, Nam Định, Hà Nội, Tây Nguyên, Bà Rịa Long Khánh, Vũng Tàu và Cần Thơ đã đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi và chúc phúc cho hai cháu. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn chân thành của quý khán giả, và nhân đây cũng cảm ơn là các đồng chí ủy ban xã Làng Ngà, rồi các đồng chí lãnh đạo của các phòng, các huyện mà em tôi và cháu tôi cũng khác. Cuối cùng tôi kính chúc các ông, các bà, các anh, các chị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn phần phát biểu của vị đại diện họ nhà trai đã thay lời cho hai gia tộc. Và kính thưa quý vị, và sau đây xin mời đôi yêu thương của chúng ta sẽ tiến về tháp ly tình yêu để khai rượu sâm băng. Xin mời quý vị chú rể. Vật gọn để tôn thắm cho tình yêu của đôi nữ. Trong giây phút này, chú rể cô dâu đang tay trong tay để cùng nhau cây rượu kiên đường, để đánh dấu cho giây phút này, đánh dấu cho ngày tình yêu của hai bạn điểm đã thăng hoa. Và có lẽ toàn thể quý vị cùng với chúng tôi, những người tổ chức chương trình ngày hôm nay đều có một mong muốn là chúc cho hai bạn của chúng ta được trăm năm tình viên bản bạn đầu thì phu thê. Và trong giây phút ở đây,
chúng tôi mời chú rể cô dâu sẽ bày tỏ tấm lòng hiếu kính của mình để dâng lên sa mẹ những ly rượu để cảm ơn công lao sinh thành dưỡng dục. Cho phép tôi bắt nhịp, chúng ta chuẩn bị nào, hai gia đình chuẩn bị, một, hai, ba. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị đến đây, rất trân trọng cảm ơn ba mẹ của chú rể cô dâu và hai vị đại diện. Đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú chờ cao thành hình sao? Có biết ta mà bánh này em cắt cùng anh, cho nhau hạnh phúc êm đềm thắm xanh. Nữ phần em đó của anh, nữ phần ta đó xin dành cho nhau. Xin mời đại diện công an huyện Thống Nhất lên sân khấu để tặng quà cho chú rể cô dâu. Và xin mời công đoàn cơ sở nơi mà chú rể đang công tác tại công an huyện Thống Nhất cũng có một phần quà. Xin mời hai phần quà chúng ta chuẩn bị để lên sân khấu. Vâng, xin thay lời cho chú rể cô dâu xin cảm ơn hai phần quà đến từ công an huyện Thống Nhất và công đoàn công an huyện Thống Nhất. Phần nghi thức lễ ra mắt trong chương trình tiệc thân hôn của Quang Thắng và Phương Thảo đã qua đi. Vậy rất nhiều tình cảm yêu thương mà quý vị dành cho chú rể cô dâu. Và trước khi rời gót, một lần nữa thay lời cho đôi ta lăng thân đương, trân trọng cảm ơn ông bà cha mẹ hai bên, cảm ơn tất cả quý vị dành thời gian quý báu của mình về chung vui với ngày hạnh phúc của Quang Thắng và Phương Thảo. Kính chúc toàn thể quý vị nhiều sức khỏe, dùng một buổi tiệc thật là vui và ngon miệng. Chú rể cô dâu xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời chú rể cô dâu giải góp cảm ơn chú rể cô dâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xui rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Thank you.
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đề bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. 1, 2, 3 vô. Chim câu thủy chung suốt đời.
tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Thank you.
buồn, chỉ cần trông thấy em là trong anh như tan đi những muôn phiền. Nhưng lúc trên đường nơi anh đi phải gặp những khó khăn, anh suy nghĩ về tình yêu của đôi mình. Nhiều lúc anh hay trêu đùa làm trò vui với em, là thật ra anh luôn mong em yên bình. Và có những điều gian nan anh phải cố che giấu đi, giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, đánh bình tĩnh vào điều ấy, vì bên anh sẽ nắm bắt đôi vòng tay này. Và nếu như đời sống bao, chỉ cần anh được bên em, vì tình yêu cho anh ta vững bước đi. Nhưng lúc dân hận vùng vỡ, buồn chỉ cần trông thấy em là trong anh như tan đi những muôn phiền. Nhưng lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh suy nghĩ về tình yêu của đôi bên. Nhiều lúc anh hay trêu đùa làm trò vui với em, là thật ra anh luôn mong bao trong gió, đôi phút bên em được nghe em nói.
Mình gửi đến cho quý khách hôm nay với những bạn đều mang tên Sung Sung là bài hát của người tên Ngựa Ông Thương Nhất. Thật đẹp như mơ.
sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Dồn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Này khăn đông đôi tóc, này đôi guốc mộc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ.
thăm thoát cũng đã bấy nhiêu lâu, ánh mắt ấy vẫn nói nên câu sẽ vẫn mãi mãi yêu nhau, dẫu cho vật đôi sao rời. Chẳng cần mơ ước đâu em,